Hai các anh chị, chào mừng các anh chị đến với lại kênh siêu cổ Watt của em. Thì như đã hứa, ngày hôm nay em làm cái clip lên 3 chiếc đồng hồ để tặng cho tất cả các anh chị nha. Lỡ hẹn cái dịp trước Tết thì không được, cho nên là sau Tết em lên em tặng lại cho tất cả các anh chị nha. Thì hôm nay có một cái cách mới để cho tất cả các anh chị tham gia mà không bị mất, không bị ẩn cái comment. Thì các anh chị, cái thông tin thì các anh chị cũng đã biết rồi, thì em sẽ không nói lại nha. Sẽ có 3 cái phần hưởng, 1, 2, 3. Thì đi từ, nói chung là theo thứ tự luôn. Thì cái này, ví dụ cái này giá trị nhất, cái này giá trị thứ nhì, giá trị thứ ba. Thì em sẽ bốc thăm trực tiếp nha các anh chị. Em sẽ quay trực tiếp luôn, bốc thăm trực tiếp từ dãy 3 cho tới dãy nhì cho tới dãy nhất. Thì ai may mắn nhận được thì xin chúc mừng người đó. Toàn bộ chi phí hay là chuyển ship gì đó em chịu hết cho tất cả các anh chị. Tất cả các anh chị chỉ cần nhắn tin vô đây, em rất là đầu tư để tặng cho tất cả các anh chị á. Em chạy em mua một cái sim nè, đây các anh chị, số hay bao này nha. Đây em quay rõ rõ lại, em để em làm cái clip em sẽ để trên màn hình. 0583158381. Thì các anh chị nhắn tin vô cái số điện thoại này nha. Em chạy em mua một cái sim, tại em sợ nhắn tin vô cái số điện thoại của em không làm việc được. Em mua một cái sim này, em bỏ vô một cái điện thoại. Thì các anh chị comment cú pháp là siêu cổ quá. Rồi, đơn giản vậy thôi. Em có cái số điện thoại của tất cả các anh chị rồi. Thì tới đó em sẽ lọc ra những cái tin nhắn, em sẽ ghi ra phiếu, sau đó em sẽ bốc thăm. Số điện thoại này xíu nữa em sẽ làm edit clip, em sẽ để trên màn hình. Các anh chị, từ nãy giờ các anh chị nhớ số điện thoại chưa? Em sẽ để trên màn hình nha. Các anh chị nhắn tin vô, nhắn một tin nhắn tốn thì chắc chừng 300 hay 500 đồng thôi. Một cái tin nhắn, các anh chị ghi siêu cổ quá được rồi. Cái cú pháp đó nha, cú pháp là siêu cổ quá rồi. Em có số điện thoại của tất cả các anh chị thì nó sẽ không bị ẩn, không bị comment. Anh các anh chị đừng comment, khỏi comment, khỏi chia sẻ, khỏi gì hết. Em không cần gì hết, mục đích của em là tặng thôi, tặng cho tất cả các anh chị. Rồi, hãy lại thì nó đơn giản vậy thôi. Các anh chị nhắn tin đi, em sẽ có số điện thoại của tất cả các anh chị. Sau đó em sẽ lọc ra, em sẽ ghi ra giấy, em làm thành cái phiếu. Sau đó em sẽ bắt đầu từ khi em lên clip, kết thúc là 8 giờ 20 giờ á, 20 giờ ngày 2, hôm nay là ngày 1, thì tới một ngày nha các anh chị, cho tới 20 giờ ngày 2, tháng 2, 2023, thì em sẽ kết thúc và lên live trực tiếp nha các anh chị. Em chỉ cần 2-3 anh chị coi để chứng kiến thôi cũng được. Em lên em live trực tiếp để bốc thăm, em sẽ không quay nha, em sẽ không quay trước, em sẽ live trực tiếp để bốc thăm. Thì bốc 3 giải thì cũng nhanh. Để có cái thông tin của ba anh chị mà may mắn nhận được cái phần quà 3 chiếc đồng hồ của cái kênh của bên em. Thì đơn giản vậy thôi nha các anh chị. Nhắn tin vô cái số điện thoại này. Em chạy, em mới đi mua về, em nghĩ ra cái cách này để không không bị ẩn của comment của tất cả các anh chị. Ai cũng được quyền tham gia. Rồi, có ai mà có thắc mắc gì thì liên hệ cái số chính của em ở những cái clip khác nha. Còn cái số này em sẽ để trên cái màn hình, em sẽ để cái góc này, em sẽ để cái góc này, thì các anh chị có quên số thì có thể xem từ góc này để mình nhắn tin vô nha. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị, chúc các anh chị may mắn nha.